Một mẹo hay trong Photoshop mà chắc hẳn ai cũng cần. Xin chào mọi người, mình là Hải đây. Kênh YouTube của mình sẽ là kênh YouTube làm những video về việc chụp hình, quay phim, chỉnh sửa ảnh cũng như là dựng phim. Anh em bạn bè nào quan tâm tới lĩnh vực này có thể nhấn đăng ký để theo dõi mình nhé. Và nhớ nhấn vào cái chuông để nhận thông báo cùng ra video mới nhất nhé. Nội dung video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng Photoshop để in một cái nội dung bất kỳ lên một cái bề mặt vật liệu bất kỳ. Nói thì nó sẽ hơi khó hiểu nên ngay bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm luôn nhé. Và trước mắt các bạn đang là cái giao diện của phần mềm Photoshop. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái phần mềm Photoshop 2021. Và mình đã từng làm cái video hướng dẫn cài đặt và sử dụng cái phần mềm Photoshop 2021 rồi. Bạn nào chưa cài thì có thể vào kênh của mình để tìm lại cái video đó. Hoặc là click dưới phần mô tả, mình có để link của video đó ở dưới đây nha các bạn. Chưa cài thì cài vô nhé, Photoshop rất là quan trọng. Rồi, hiện tại thì mình đang có 3 cái bề mặt vật liệu như thế này đây. Đầu tiên là một cái tấm gỗ đúng không các bạn, một tấm gỗ. Rồi, bề mặt thứ hai là một cái bức tường gạch đã cũ. Đó, và bề mặt thứ ba là một bức tường đá mà nó khác hai cái bề mặt kia, cái là cái ảnh này nó chụp xéo các bạn, có độ nghiêng nha các bạn. Thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao chúng ta viết chữ lên trên những cái bề mặt vật liệu này sao cho nó cảm giác nó giống như là viết thiệt lên luôn nha các bạn. Rồi, đầu tiên là cái này. Mình sẽ viết một cái nội dung gì đó lên đây. Thì các bạn có thể viết gì tùy ý nha, mình sẽ viết cái tên của mình đi. Chúng ta sẽ click vào cái biểu tượng này, chữ T đây, để mà viết chữ. Mình sẽ vẽ một cái khung cho nó trước. Đó. Rồi, ở đây chúng ta có thể là chỉnh phông chữ ở đây nè các bạn. Ngay trên này thì chúng ta có thể chọn một cái phông chữ tùy ý. Và mình chọn luôn phông chữ này tại vì nó là phông chữ OTM, nó viết được tiếng Việt và cũng rất là đẹp. Đó, mình sẽ chọn luôn phông chữ này nhé. Và đặc biệt là bạn nào mà chưa có cái bộ phông chữ tiếng Việt có thể vào cái kênh của mình để tìm cái video đó, gọi là video gì ta, hướng dẫn viết chữ có dấu trong phần mềm CapCut. Đó, trong cái video đó thì mình có để một cái link tải một cái bộ phông tiếng Việt để mà chúng ta có thể cài vào cái máy của chúng ta để viết tiếng Việt trong bất kỳ cái phần mềm nào trong máy, như là Photoshop hay là CapCut hay là bất kỳ một cái phần mềm nào có thể viết chữ thì nó đều viết được tiếng Việt nha các bạn. Rồi, không nói nhiều nữa và ngay bây giờ mình sẽ viết cái tên của mình. Đấy, Nguyễn. Xuống dòng media. Rồi. Mình sẽ canh chữ cho cái chữ này ở vị trí mà chúng ta muốn, hoặc là chúng ta có thể chọn vào cái công cụ này, mover tool nha các bạn. Đó, nhấp vào đây và rê tới vị trí mà chúng ta thích. Mình sẽ để ở giữa luôn. Rồi, nếu như chỉ như thế này thôi các bạn thì chúng ta thấy là nó rất là giả đúng không? Nó không giống như chúng ta viết lên gỗ mà chỉ làm cái hình cái chữ đè lên trên cái tấm gỗ mà thôi. Còn để mà chúng ta biến cái chữ này giống như là chúng ta đang viết lên trên tấm gỗ thì chúng ta chỉ cần làm một bước rất rất là đơn giản. Rồi các bạn theo dõi nhé. Chúng ta có thể mở bằng cách chọn vào cái layer này và chọn vào cái FX này nha các bạn. FX này nha. Cái chữ FX ngay đây nè. Đó, mà chọn vào Blending Option. Hoặc chúng ta có thể nhấp đôi chuột vào cái layer mà chúng ta chọn. Đó, mình sẽ nhấp đôi vào đây. Đó. Đó, nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Thì ngay cái giao diện đầu tiên là cái mà chúng ta cần tìm luôn đó các bạn. Đó, các bạn đừng quan tâm tới những cái thông số trên này nha. Chúng ta chỉ quan tâm tới cái thanh cuối cùng này thôi. Chỉ quan tâm tới cái thanh cuối cùng này thôi nha các bạn. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đè giữ phím Alt-Left. Đối với những bạn nào xài MacBook thì chúng ta đè và giữ phím Option nha các bạn. Rồi, mình đang sử dụng máy tính Windows cho nên mình sẽ đè phím Alt-Left. Và chúng ta rê chuột vào cái điểm này nè các bạn, có giống như cái hai hình tam giác đang chụm lại ở đây nè. Đó, nếu chúng ta không đè phím Alt-Left thì sao? Thì chúng ta cầm vào kéo nó sẽ đi nguyên cả cục. Đó, đi nguyên cả cục như thế này nha. Còn chúng ta đè phím Alt-Left thì nó sẽ tách ra. Đây. Đó, đè phím Alt-Left để kéo nha các bạn. Đó, các bạn thấy sự thay đổi gì không? Cái chữ của chúng ta như là đã in lên trên cái tấm gỗ rồi đó. Mình sẽ kéo tới một cái vị trí mà chúng ta thấy nó ok nhất có thể. Đó, mình sẽ để là 128 đi. Rồi, ở vị trí này mình thấy là cái chữ của mình hiển thị thật nhất. Tiếp theo đó thì mình sẽ vẫn đè phím Alt-Left để kéo tiếp cái điểm neo này. Đó. Đó, các bạn thấy sự thay đổi không? Đó, nó sẽ khiến cái chữ của chúng ta bị mất đi những cái vùng tối á các bạn. Những cái vùng tối trên cái tấm gỗ thì cái chữ của chúng ta bị mờ đi. Thì mình sẽ để một cái vị trí mà chúng ta cảm thấy là nó ok nhất. Cái này là tùy con mắt thôi nha các bạn. Mắt các bạn thấy sao thì các bạn để vậy nha. Mình sẽ để vị trí là 25 đi.
Rồi, tiếp theo các bạn thấy những cái vùng sáng này các bạn, những cái vùng sáng của chữ nó thì nó sáng quá thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách tiếp tục đè phím Alt để kéo cái điểm neo này xuống. Đó, kéo xuống đây. Đè phím Alt nha các bạn, nếu không đè thì nó sẽ bị đi cả cục à. Đây mình sẽ làm lại. Đó. Đây nè, mình sẽ kéo, các bạn thấy không? Những cái điểm, những cái vùng sáng nhất của chữ nó sẽ dần dần mất đi nè các bạn. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Đó, mình sẽ để một cái vị trí mà chúng ta cảm thấy là ok nhất nha. Đây. Cái điểm neo đầu tiên của phần trắng là 25. À, quên. 108, còn điểm neo thứ hai là 184. Đó, mình sẽ để như vậy nha. Rồi. Những cái thông số ở trên thì chúng ta không chỉnh cũng được. Đây chỉ là cái opacity các bạn, độ hiển thị của chữ, chúng ta giảm bề cong thì nó mất hoàn toàn nè. Đó. Hoặc là tăng lên 100% thì nó hiển thị hết cỡ, tùy các bạn nha. Mình thì không chỉnh ở đây. Rồi mình sẽ click vào OK. Đó, các bạn xem. Chữ của chúng ta đã giống như là viết lên tấm gỗ rồi đúng không? Giống như là viết lên tấm gỗ rồi. Và ngay bây giờ nếu chúng ta muốn đổi màu cái chữ này một cái màu khác, tại vì chúng ta không thích màu trắng thì chúng ta có thể đổi ngay bây giờ luôn. Đó, chọn một layer chữ và click xuống phần này để đổi màu nha các bạn. Đó, mình thích màu đỏ không? Không, không hợp, mình sẽ chuyển qua màu xanh. Màu xanh này hình như cũng hợp này các bạn. Nên nhớ là các bạn nên chọn màu sáng nha các bạn, màu sáng nha. Nếu mà chọn màu tối thì nó sẽ bị giả. Đây mình sẽ chọn màu tối này, thấy không? Thấy giả không? Chúng ta nên chọn màu sáng. Đó, cái chữ màu xanh này cũng đẹp này. Đó, mình sẽ click OK. Đó, rất là đẹp đúng không? Nhưng mà mình không thích màu xanh, mình lại thích màu trắng cơ, cho nên mình sẽ đổi lại màu trắng. OK. Rồi. Tương tự như vậy, vào ngay bây giờ mình sẽ bê nguyên cái chữ này bỏ qua bên cái bề mặt vật liệu này xem nó có giống không nha, nó có ok không nha. Mình sẽ bê nguyên cái này, mình kéo qua bên cái bề mặt vật liệu này. Wow, nó hiển thị hoàn toàn rất là đẹp các bạn ạ. Đó, thấy không, y như thiệt luôn. Các bạn có thể kéo tới vị trí mà các bạn tùy ý, tùy thích. Thì ở bên này mình nó vướng cái đèn cho nên mình sẽ thu nhỏ chữ lại xíu. Đó, thu nhỏ chữ lại xíu và để một cái vị trí bất kỳ mà chúng ta thích, nhỏ lại càng nhỏ cũng được, nhỏ như thế này cũng được. Đây, nó y như là viết lên trên cái tường luôn đúng không các bạn, không giống như là chúng ta viết chữ nữa, không giống như là chúng ta ghép nữa, mà là y như thiệt luôn. Rồi, và cái bề mặt vật liệu cuối cùng là cái này. Đó là cái tường này. Thì có một vấn đề xảy ra, đó chính là cái tường này là cái hình mặt chéo, nó hơi xéo xéo các bạn. Còn cái chữ của chúng ta là mặt phẳng, mặt thẳng, nhìn thẳng vào. Còn cái tường là nó xéo, cho nên bây giờ chúng ta phải bóp cái chữ lại làm sao cho nó giống như là đang viết lên trên tường. Thì chúng ta sẽ phải biến cái layer này thành cái Smart Object. Mình sẽ nhấp chuột phải vào layer này và chọn cái menu là Convert to Smart Object. Đó, sau khi mà chúng ta chọn xong thì nó sẽ biến cái layer này thành một layer bình thường và những gì chúng ta đã chỉnh trước đó nó sẽ hoàn toàn mất đi. Chúng ta sẽ phải làm cái bước đó lại, nhưng không sao, cái bước đó rất là nhanh đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ đi kéo cái chữ này làm sao cho nó ôm lấy cái tường này nha các bạn. Như các bạn thấy thì đầu này to, đầu này nhỏ, hiệu ứng xa gần á, thì mình sẽ tiếp tục kéo đầu này to ra. Chúng ta muốn chỉnh thì chúng ta phải đè phím Control nha các bạn. Đè phím Control. Đó. Bên Mac thì chúng ta đè phím Command nha. Đó, đè phím Control, mình kéo đầu này to ra. Đó, đầu này thì chúng ta cho nhỏ lại. Tương đương với tường. Tương đương với bức tường nha các bạn. Đó, ok chưa? Này đã giống như là cái chữ nó đang viết trên tường rồi nha các bạn. Chỉ là chúng ta chưa chỉnh cái kia thì nó đang còn giả thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chỉnh lại. À, khoan đã. Trước khi á, các bạn chỉnh á, các bạn muốn đổi màu khác á, thì chúng ta đổi luôn đi nha. Còn nếu để như thế này thì chúng ta không thể đổi màu được nữa. Đó, chúng ta phải đổi màu trước khi mà chúng ta chuyển nó qua cái Smart Object. Nhớ nha. Muốn màu gì thì chúng ta đổi trước khi chúng ta convert qua Smart Object.
còn đã mà còn vượt qua Smart Object thì chúng ta đổi màu nó vẫn được nhưng mà nó sẽ hơi khó hơn một tí. Thì bây giờ mình sẽ điển nguyên màu trắng mình làm và xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi màu sau khi mà chúng ta đã convert rồi. Nó hơi phức tạp hơn tí nhưng mà cũng ok, rất là dễ làm. Rồi. Mình sẽ nhấp đôi vào đây để mở cái blending option. Rồi tiếp tục mình sẽ canh chỉnh như hồi nãy mình đã chỉ nha các bạn. Đó, kéo lên. Kéo lên. Đó, kéo này xuống. Cái này xuống. Đó. Cái chữ này nó hơi hiển thị hơi nhiều cho nên mình sẽ giảm opacity của nó xuống 60. Rồi ok. Đó. Đó giống thiệt không các bạn? Y như là cái tường này nó được in tên mình lên chứ không phải là mình ghép nữa. Đó rất là dễ dàng. Ở ngoài này thì chúng ta có thể tăng giảm opacity của nó tùy thích nè. Đó. Để là 50%. Nó 50% thì nó thiệt hơn đúng không các bạn? Này tường này nó sơn cái tên mình lên lâu quá rồi cho nên nó bị phai mờ. Đó. Rồi, bây giờ nếu như các bạn muốn đổi màu tại thời điểm này, muốn đổi màu tại thời điểm này thì chúng ta phải làm sao? Thì chúng ta gọi là phải tô màu đó các bạn ạ. Thì để mà tô màu thì chúng ta phải chuyển cái layer này, nó đang là layer Smart Object nha các bạn. Chúng ta phải chuyển layer này thành một cái layer bình thường bằng cách nhấp chuột phải của layer đó và chọn đâu rồi? Rasterize layer, rasterize layer nha các bạn, chọn vào đây nha. Đó, nó sẽ biến thành một cái layer bình thường. Rồi, sau đó chúng ta đè phím control nha. Đối với những ai đang xài MacBook thì đè phím command và rê chuột tới cái ô này, cái vị trí của chữ nha các bạn, nhấp vào đây một cái, giữ phím control nha, nhấp vào đây. Đó, nó sẽ tạo ra một cái vùng tròn quanh cái chữ của chúng ta, quanh tất cả chữ của chúng ta. Và việc của chúng ta bây giờ là đổ màu lên trên cái vùng này. Đổ màu lên trên vùng này. Bây giờ chúng ta muốn đổ màu gì thì mình sẽ chọn cái công cụ đổ màu đây. Đó, đổ màu. Đó, và chọn màu ở dưới đây, các bạn thích màu gì? Màu vàng ha. Đó, rồi đổ. Ở đây thì nó sẽ đổ theo vùng chọn đó các bạn, đổ từng chữ á, tại vì những chữ này nó rời nhau cho nên nó chọn tách biệt nhau á, chúng ta phải đổ từng chữ. Đó, cứ đổ đi. Đó, dù sao cũng không có lâu lắm đúng không? Nhanh mà. Rồi, Ctrl D để bỏ vùng chọn. Thấy chưa? Cái chữ của chúng ta là chuyển thành màu vàng, nó đã in trên tường. Nếu các bạn đổi màu khác thì làm tương tự nha các bạn. Rồi, vậy là xong. Sao, anh em thấy hay không? Nếu thấy hay thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Xin chào.